Bạn, chúng ta sẽ cùng xem một mẫu spinner mới làm bằng chất liệu đồng theo kiểu của đồng tiền ấy, khá là nặng và xoay rất là tốt các bạn ạ. Cần một nơi đẹp đẽ để tạo xoay hiệu ứng. Nó bây giờ nó hơi ít nắng rồi. Đây một mặt thì nó có hình của một đồng tượng này, King God Richard. Còn một mặt khác thì nó là biểu tượng cái gì đấy? Ô, một sen đồng tiền của Mỹ. Rồi, cảm ơn các bạn.